chạy hầm hút quá đưa tan, một đống tan cũng rất là lớn nha mọi người, cũng như là đội mô tô của hút quá Bình Dương sẽ đưa đám tan này về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phú Hòa nha mọi người. Và bây giờ thì ở trong thì nhạc lễ đang thổi nhạc tây để mà chuẩn bị đưa tan nha mọi người. Giờ mọi người vào trong ha.
Rồi Di Quang nha mọi người. Phần 2. Di chuyển xuống
Nghĩa Trang, Phú Hòa nha mọi người.